Rồi, xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện nha. Rồi, clip hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là cách mà đi ống. Ok, đây thì phía này mình sẽ làm một cái CB tổng, một cái tủ tổng luôn nha, tủ tổng cho tầng. Và mình sẽ có dây thông tầng đi phía trên kia, là trên lầu là một tủ tổng nữa và tầng trên. Rồi, tùy theo cái chỗ nào mà dây điện nào mà vô gần thì bạn nên để bên trái hay bên phải nha. Thì mình đây mình thiết kế để bên phải từ trem ra. Rồi, phía bên này là đáng lý là mình đi một dây thôi nha. Phía này đáng lý là đi một dây thôi, nhưng mà tại vì xe này chủ nhà phát sinh thêm dây camera nữa, nên mình sẽ đi camera có dây nha các bạn. Mình sẽ đi thêm hai ống gà nữa, một ống mình có thể đi được hai dây thôi. Ok, một ống đi được hai dây. Thì cái đây là phát sinh thì mình rải ống sàn hết rồi, mình vừa mới cái đầu cái camera có dây thì nó rườm rà hơn, còn nếu mà bỏ dây điện không thì nhanh ùn, thôi ra không dây thì nó khác. Đây, tất cả các đèn mình làm 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 7 cái đèn, 7 8 cái chứ, 8 cái đèn với một cái đèn chính giữa nữa, là đèn chính giữa là đèn mình ốp trần nha, 9 cái. Thì đây là phòng khách, thì đèn nói là đèn lon âm trần nha, đèn lon âm trần bê tông á. Rồi, phía bên này là mình sẽ có một công tắc, và mình để là công tắc cầu thang luôn, công tắc cầu thang bật ngang đây luôn nha, công tắc cầu thang lên đây, như là một đèn mê trần ốp trần luôn, để ốp trần đó. Rồi, phía đây là khu vực bếp, thì khu vực bếp mình sẽ có dài đây, mình cũng kéo dài 4 chấm nha các bạn. Khu vực bếp thì phía này là khu vực bếp, nên xe này nó sẽ có ông táo, máy hút mùi, như lại là bếp từ đó. Còn trên này là nhà vệ sinh nha các bạn, đây nhà vệ sinh. Thì xe này người ta xây dách nữa mình mới đi, có thể đi được. Thì hiện tại là nguồn mình chờ sẵn chỗ đó. Xe này người ta xây dách, mình sẽ đọc qua. Ok, mình sẽ đọc qua, không đọc bên đó thì mình có thể đọc phía này đi qua cũng được, làm công tác ô kém phía này đường nào cũng được. Thì tại vì mình có cái nguồn xuống là rải mê đi xuống hết, à cứ mê là mình cứ rải dầm qua dầm là xe này nguồn ở đâu mình lấy cũng được nha các bạn. Thì đây làm trước không, mê trên chưa đủ, nhưng mà mê đây làm trước thì mình sợ hồ nó chuẩn bị nó tắp vào đây làm, mình phải cắt trước, chứ không là nếu mà như mà chờ nó đổ mê xem kia xem cái sợ hồ nó xuống này nó tô là hồng, mà mình không làm được luôn. Ở đây tháo cốt pha thì mình làm ok, kéo dây luôn, kéo dây đi ống cắt đục. Rồi cái đây tầng dưới thôi. Rồi hôm xe mình sẽ quay cái tầng trên, rải ống sàn ở tầng phía trên cho các bạn. Rồi, bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha. Rồi, chào tạm biệt.